Bà La La đi rồi. Ra ngoài thôi nào. Mình muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Sao tự nhiên cái mùi của chị lại chu chu lên vậy? À, chị tưởng là Phong định hôn chi tiếp hả? Làm gì có, mình đâu có tưởng tượng như vậy bao giờ đâu. Thiệt không đó? Thiệt mà. Giờ Phong mới biết Chi là một người nghiện hôn đó nha. Hồi nào mình có bị nghiện hôn hồi nào đâu. Bậy bạ. Ui.